Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quy củ thiền thất. Năm 1959, Tổng hội Phật giáo Pháp giới, tức là Dharmarama Buddhist Association, được thành lập. Tiền thân của hội là Tổng hội Phật giáo Hoa Mỹ. Từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm hội đều tổ chức nhiều khóa Phật thất và thiền thất. Song, những thất ấy đều được tiến hành trong im lặng, nên rất ít người biết là tại chùa Kim Sơn có đạo Phật thất hay thiền thất. Đó cũng vì chúng ta không quảng cáo tuyên truyền và cũng không phan duyên, mà chỉ chân thật tu hành thôi. Nếu ai có biết đã thiền thất muốn tới tham gia thì vẫn được hoan nghênh. Nhưng chúng ta tuyệt đối không cầu cạnh hay kêu gọi người khác giúp đỡ, nói rằng, à, chùa Kim Sơn đang có đà thất, à, có mấy vị vô tâm đại nhân tu ở đó đấy, à, quý vị hãy tới đó cúng dường, à, thì công đức sẽ nhiều vô lượng vô biên. Từ xưa tới nay, chúng ta không hề rêu rao tự quảng cáo mình như thế. Ở Trung Quốc, mỗi khi có thiền thất, tiền cúng dường của thí chủ có thể đủ để trang trải chi phí cho cả năm, đôi lúc còn dư là đằng khác. Lúc đã thiền thất, có rất nhiều vị cư sĩ phát tâm cúng dường để kết thiện duyên và cung cấp cho chùa nhiều phẩm vật như gạo, mì, dầu, tương, thực phẩm khô, vân vân. Tại Mỹ, Phật giáo đang còn phôi thai, nên tới chuyển hóa những sai lầm của quá khứ để hướng tới chỗ hoàn mỹ. Có câu bắt đầu tốt đẹp, tức là đã thành công được một nửa. Chúng ta không dùng những thủ đoạn để được cúng dường. Nếu chúng ta dùng những thủ đoạn và phương pháp như ở Trung Quốc, có lẽ chúng ta sẽ thu hút phẩm vật cúng dường còn nhiều hơn họ nữa là đằng khác. Vì sao chúng ta không cầu xin cúng dường? Bởi vì chúng ta trước hết cần phải thành thật tu hành và thuận theo sự sắp đặt của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ và Hộ Pháp Thiên Thần, thấy chúng ta dùng công tu đạo, tự nhiên sẽ khiến cho có cảm ứng. Nếu chúng ta không chân thật tu hành, thì dù có người đến cúng dường, chúng ta phải cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vì tạm tâm bất liễu, thủy nan tiêu, ngũ quán nhược minh kim diệu hóa, nghĩa là ba tâm chưa dứt, nước khó tiêu, năm quán nếu rõ, vàng cũng hóa. Nếu chúng ta chưa đoạn ba tâm, tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, thì dù thí chủ cúng dường cho một ly nước, chúng ta uống cũng không tiêu hóa được. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý của năm điều quán tưởng, thì dù ăn vàng ăn sắt cũng tiêu hóa dễ dàng. Thế nào là năm quán? Thứ nhất, hãy xét công lao nhiều ít đã tạo ra bát cơm này. Thứ hai, hãy suy nghĩ xem đức hạnh của mình hoàn hảo hay khiếm khuyết mà nhận đồ cúng dường. Thứ ba, hãy ngăn ngừa tâm mình khiến xa lìa lỗi lầm mà tham sân si là gốc. Thứ tư, hãy coi thức ăn là vị thuốc, dùng nó để trị thân khô gầy. Thứ năm, vì để tu thành đạo nghiệp, do đó mình mới thọ thức ăn này. Đến nay là bắt đầu khóa thiền thất. Thiền thất ở chùa Kim Sơn chúng ta và thiền thất ở các tùng lâm bên Trung Quốc khác nhau xa lắm. Ở đó họ đã thiền thất cũng chính là đã thực thất, bởi vì đêm nào họ cũng ăn bánh bao giò mè. Ngay cả chùa Kim Sơn ở Trấn Giang và chùa Cao Mân ở Dương Châu cũng không ra ngoài lệ ấy. Rất nhiều thiền sinh chuyên môn tới những chùa có ăn bánh bao giò mè để dự thiền thất. Chỗ nào có bánh bao ngon là họ tới tham gia. Họ không chọn lựa chùa mà chỉ chọn bánh bao to hay nhỏ, ngon hay dở. Do đó, một số chùa nổi tiếng là nhờ có bánh bao giò mè vừa to vừa thơm ngát. Tôi nói như vậy chẳng có ý hủy bán người xuất gia không chịu buông bỏ chuyện ăn uống, mà chính vì thực tế có chuyện như vậy. Chùa Kim Sơn ở đây không có quy lệ ăn bánh bao giò mè, ngay cả việc ăn vặt cũng không có luôn. Trong khóa thiền ở Trung Quốc, có rất nhiều cư sĩ đến cúng dường thiền sinh. Sau một giờ ngồi thiền là có cư sĩ tới cúng dường 4 trái long nhãn. Sau giờ thiền kế tiếp là có người khác tới cúng dường 2 cái kẹo đậu phộng, hoặc bánh bích quy hay cơm cháy. Nói tóm lại, cứ sau mỗi giờ thiền đều có người tới cúng dường, khiến những vị vô tâm đạo nhân nảy lòng tham lam, ăn no phình bụng, chẳng thể tịnh tọa được nữa.
Ở chùa này những việc ấy sẽ không có, và đó là sự khác biệt. Mỗi sáng từ 2 giờ rưỡi là bắt đầu tĩnh tọa, rồi đi kinh hành. Làm liên tục như vậy cho tới 12 giờ khuya mới được nghỉ ngơi. Phải tu khổ hạnh, khổ luyện, phải làm những chuyện chẳng ai làm đặng. Song nếu chẳng đem hai chữ sinh tử ra ngang lông mày, mà ngược lại cứ cho rằng ngủ không đủ, rồi ngồi đó mà nhập tam muội ngủ khò, nếu quả như vậy thì quý vị vĩnh viễn sẽ chẳng thành tựu được công phu thâm thiền. Phải chẳng màng cái chết, hãy quên đi mạng sống mà đã thấp. Phải chân thật và dũng mạnh dụng công tham thiền. Phải gặt hái được kết quả mình phải đạt tới thì mới có thọ dùng. Trở nên tùy sống đưa đẩy, nghĩa là ai làm gì thì làm theo. Thế ai ngồi, mình ngồi. Thế ai ngủ, mình ngủ theo. Như vậy là không được. Chỉ lãng phí thời giờ, chẳng có ích gì cho mình cả. Xưa kia tôi từng tham gia đã thiền tắc ở nhiều nơi. Ở đâu tôi cũng không bị vị giám hương nào đánh cả. Giám hương là người đi tuần, coi ai ngủ gục lúc ngồi thiền thì dùng gậy đánh cho thức tỉnh. Vì sao? Bởi vì tôi không ngủ gật. Ban ngày ngồi ở thiền đường, ban đêm cũng ngồi ở thiền đường, các ngày 24 giờ đồng hồ. Tôi đều ngồi ở thiền đường, chẳng biết nghỉ ngơi là gì, ngủ ngáy là chi. Dù là một giây, tôi cũng chẳng lãng phí, lúc nào cũng dùng công phu mình phải dùng, lúc nào cũng đề khởi công phu thoại đầu của mình. Quý vị ở đây đều là những người thông minh, có thiền căn sâu dày và có trí huệ. Quý vị phải coi việc tu hành thật là quan trọng, trở nên làm cho có lệ. Trong kỳ thiền thất này nhất định phải có người khai ngộ, nếu không có ai khai ngộ thì sau khi khóa thiền thất kết thúc, quý vị mỗi người phải chịu đánh 100 gậy. Nếu quý vị cảm thấy có thể chịu nổi 100 gậy thì chẳng cần phải khai ngộ, nếu thấy không chịu nổi thì quý vị phải ráng mà khai ngộ. Nếu ai sợ bị ăn đòn thì bây giờ lúc chưa bắt đầu thiền thất có thể rút lui. Một khi đã tham gia khóa thiền tắc thì phải tham gia từ đầu tới cuối, không được thối lui nửa chừng. Theo quy ước của thiền đường, quý vị đã cáo biệt việc sống chết rồi. Nghĩa là nếu có ai chết thì có cách là vắt xác xuống dưới thiền sàng, không được phép khiêng ra ngoài. Huống hồ là không có ai chết thì mình không được nửa đường rút lui. Ngay đây quý vị phải đặt ra ranh giới giữa sống và chết. Nếu không sống tức là chết, nếu không chết tức là sống. Rằng, xả bất liễu tử, hoáng bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là bắt không đặng cái chết, đổi không đặng cái sống. Bỏ không đặng cái giả, thành không đặng cái thật. Đó là tiêu chuẩn của chùa Kim Sơn. Trong khóa thiền tắc năm nay, quý vị cần phải hết sức nỗ lực. Với bất cứ giá nào, quý vị phải nhận ra cho được bản lai diện mục của mình. Nếu không nhận thức được bản lai diện mục, thì không ai được tính chuyện trốn khỏi cửa lớn chùa Kim Sơn. Nếu quý vị trốn đi, quý vị sẽ bị ở tù. Đại khái đó là quy luật của thiền thất năm nay. Hy vọng quý vị sẽ tuân theo. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 6 tháng Giêng năm 1974 tại chùa Kim Sơn, San Francisco. Ha ha ha, 问什么的说。